Trong khi nhiều quốc gia phương Tây đến nay vẫn vạch rõ ranh giới trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine, mới đây, Slovakia và Ba Lan xác nhận sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine. Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 đầy đủ chức năng trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, chính phủ Slovakia cho biết đã phê chuẩn kế hoạch chuyển 13 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Sau thông báo trên, Slovakia trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sau Ba Lan. Quyết định chuyển giao các máy bay chiến đấu của Slovakia và Ba Lan được tạo ra bất chấp cảnh báo của Nga sẽ phá hủy bất kỳ máy bay chiến đấu nào do đồng minh cung cấp cho Ukraine. Động thái chuyển giao MiG-29 cho Ukraine của Ba Lan đánh dấu lần đầu tiên quốc gia NATO cung cấp máy bay chiến đấu trực tiếp và công khai cho Kiev. Các quan chức Ba Lan cho biết họ chọn gửi MiG-29 cho Ukraine vì lực lượng không quân Ukraine đã quen thuộc với loại máy bay chiến đấu này, có thể lái chúng ngay lập tức mà không cần huấn luyện thêm. Không quân Ukraine đã vận hành một số lượng lớn MiG-29 của riêng mình, nghĩa là các phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine đã quen với việc sử dụng chúng. Hạm đội hiện tại của Ukraine bao gồm 5 lữ đoàn hàng không chiến thuật, vận hành các máy bay MiG-29 và Su-27, một mẫu khác từ thời Liên Xô. Máy bay từ Ba Lan và Slovakia có thể sẽ được đưa vào sử dụng ngay khi chúng tới Ukraine. Một số nhà quan sát đánh giá rằng, việc hai quốc gia NATO công khai gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ phá vỡ thế bế tắc ngoại giao và sau đó các nước phương Tây sẽ cung cấp cho Kiev những loại tiêm kích tiên tiến hơn.